Xin chào các bạn, mình tên là Huỳnh Nguyễn Bảo Trân. Thì chào mừng các bạn đã xem video của Trân nhé. Và chủ đề kỳ này Trân sẽ nói về tẩy da chết. Thì tẩy da chết là một trong những phương pháp làm đẹp rất là phổ biến hiện nay. Tẩy da chết sẽ giúp loại bỏ tế bào chết nè, giảm thiểu mụn và đem lại làn da mịn màng tươi sáng. Thế nhưng nếu như mà không thực hiện đúng cách thì tẩy da chết có thể gây nên những cái tổn thương trên cái da của mình, khiến làn da chúng ta trở nên là nhạy cảm, dễ hình thành mụn và vết thâm hơn. Vậy nên trong cái video này Trân sẽ giải đáp cho các bạn biết da chết là gì và tẩy da chết như thế nào để mang lại hiệu quả tốt nhất cho làn da. Chúng ta hãy cùng xem hết video này nhé. Và các bạn nhớ là đừng quên bấm vào nút đăng ký và cái hình quả chuông bên cạnh để theo dõi được nhiều video của Trân hơn nữa nhé. Da chết hay còn gọi là tế bào chết thực chất là một quá trình phát triển bình thường của cơ thể. Trong cơ thể của chúng ta thì việc trao đổi chất nó sẽ diễn ra liên tục. Tế bào chết chính là cái lớp trên cùng của lớp da già cỗi và bị đẩy ra ngoài và được thay thế bằng các tế bào mới. Vì vậy tẩy da chết là nói về việc loại bỏ các tế bào chết trên da ra khỏi cơ thể của chúng ta. Làn da của chúng ta có một cơ chế loại bỏ cái tế bào chết thì thường cơ chế đó hoạt động theo chu kỳ là 2 tuần một lần. Khi còn trẻ đó thì chúng ta được cung cấp đầy đủ các dưỡng chất thì các tế bào diễn ra mạnh mẽ. Các lớp tế bào cũ được thay thế nhanh chóng và chúng tự động bong ra khi mà mình rửa mặt. Chính vì vậy mặc dù vẫn có tế bào chết nhưng chúng ta không cảm thấy da bị khô, ráp, sần hay là sẫm màu. Tuy nhiên khi mà mình lớn tuổi hoặc là gặp lúc mà sức khỏe của mình bị suy yếu, vừa trải qua một cái thời gian dài trị bệnh vân vân, thì bạn sẽ cảm thấy da mình không được bóng mịn, hơi sần sùi và có những vùng da không đều màu. Điều đó thể hiện cơ chế tái tạo và loại bỏ tế bào da của mình đang bị chậm lại và các lớp tế bào chết nó không tự bong ra vân vân. Đến lúc này thì tẩy tế bào chết là biện pháp hỗ trợ cần thiết cho da của mình. Nếu da của bạn mà không thể tự loại bỏ tế bào chết á, thì các tế bào này á, sẽ nằm lại trên cái bề mặt da và càng lúc nó sẽ càng dày hơn và chúng làm cho cái làn da của mình bị sần sùi và không đẹp mắt. Hơn nữa khi mà bạn sử dụng các loại mỹ phẩm chăm sóc da cũng như là trang điểm á, thì cái lớp tế bào chết này nó sẽ ngăn cản dưỡng chất thấm sâu vào bên trong để nuôi dưỡng da và nó hạn chế tác dụng của mỹ phẩm và khiến cho cái lớp trang điểm của mình kém mịn màng. Thêm vào đó, tế bào chết quá dày thì sẽ khiến cho tắc nghẽn lỗ chân lông, khiến cho da của mình không đào thải được các chất cặn bã và nó sẽ dễ gây ra viêm nhiễm và mụn. Chính vì vậy, việc tẩy tế bào chết cho da cực kỳ quan trọng luôn. Vậy chúng ta cần phải biết tẩy tế bào chết nó sẽ có tác dụng gì. Tẩy tế bào chết á, thì nó sẽ giúp ngăn ngừa mụn nè. Tẩy tế bào chết làm cho da của mình nó sạch bụi và bã nhờn, loại bỏ được nguyên nhân cốt yếu gây ra những nốt mụn đáng ghét trên cái làn da của mình. Và cái nữa đó là đẩy lùi được cái dấu hiệu lão hóa da, thì nó sẽ thúc đẩy quá trình tái tạo da và giúp cho những cái chị em mà tuổi từ 30 trở lên á, thì sẽ có cái làn da mịn màng mặc dù chu kỳ tái tạo da nó đã chậm lại. Và cái thứ ba đó là dễ hấp thụ sản phẩm, mỹ phẩm. Thì tế bào chết được lấy đi là lúc dưỡng chất tiếp xúc trực tiếp với bề mặt da sạch, thoáng, điều đó làm công dụng của mỹ phẩm phát huy được toàn lực của mình. Và tác dụng kế tiếp đó là thu nhỏ lỗ chân lông. Thì tế bào chết á, thì nó sẽ làm lỗ chân lông của mình to ra để chứa chúng. Khi mà mình tẩy đi á, thì lỗ chân lông của mình nó sẽ thông thoáng, từ đó mà nó có thể thu nhỏ lại. Và tác dụng kế tiếp đó là nó ngăn ngừa xỉn màu và thô ráp da. Nguyên nhân của hiện tượng này là do tế bào chết nhiều lớp chất chồng lên da và làm da của mình bị mất nước và làm mất đi độ bóng mượt vốn có. Tẩy tế bào chết thì nó sẽ có được những cái ưu việt như vậy. Tuy nhiên, tẩy tế bào chết như thế nào để da của mình được an toàn và không làm tổn thương trên da thì chúng ta hãy xem tiếp hết cái video này nhé. Bước 1. Làm giãn nở lỗ chân lông. Lỗ chân lông chính là nơi các tác nhân gây mụn như là bụi bẩn và bã nhờn bám vào. Vì vậy, trước khi tẩy da chết, các bạn nên làm giãn nở lỗ chân lông trước để dễ dàng làm sạch cái bề mặt da của mình hơn. Và trước khi làm cái bước này thì bạn nên tẩy trang trước nhé. Thì các bạn tẩy trang để loại bỏ lớp dầu trong kem chống nắng nè, lớp make up nè và lớp dầu tự nhiên trên da. Sau đó bạn có thể áp dụng những cái phương pháp làm giãn nở lỗ chân lông như là xông hơi hoặc rửa mặt bằng nước ấm. Với xông hơi thì bạn có thể dùng máy hoặc làm theo cách truyền thống là mình dùng cái khăn nhúng vào nước ấm đắp lên mặt và để khoảng từ 5 đến 7 phút để da của mình mềm ra. Bước 2. Rửa sạch mặt.
Rửa mặt là bước tiên quyết khi chúng ta áp dụng bất kỳ phương pháp chăm sóc da nào. Nhiều bạn thì thắc mắc là không biết nên tẩy tế bào trước hay là mình rửa mặt trước, thì câu trả lời là bạn nên rửa mặt trước. Vì bước rửa mặt thì lấy đi các bụi bẩn và dầu thừa trên bề mặt da, thì tẩy tế bào chết nó sẽ đảm nhận phần khó hơn là nó lấy đi những cái mảng da khô sần sùi còn sót lại trên cái da của mình, từ đó nhường chỗ cho các tế bào da mới phát triển để tái tạo và hấp thụ dưỡng chất hiệu quả hơn. Và bước 3 là tẩy tế bào chết. Thì bạn lấy một lượng gel tẩy tế bào chết cho vào lòng bàn tay, thoa đều lên da và massage nhẹ nhàng khoảng 1 phút, rồi rửa sạch lại với nước. Tẩy tế bào chết mà Trân đang dùng đó chính là tẩy tế bào chết Honey Shop của Jiuji. Thì tẩy tế bào chết này nó chứa mật ong lên men là AHA tự nhiên, giúp nới lỏng mối liên kết giữa các tế bào da chết, làm bong chúng ra khỏi bề mặt da và thúc đẩy sản xuất collagen nhằm tái tạo và tăng tính đàn hồi, giảm nếp nhăn, cho làn da vẻ đẹp tươi trẻ hơn. Và tẩy tế bào chết này nó còn chứa các hạt cellulo tự nhiên từ rễ cây vân sam châu Âu, giúp làm bong tróc tế bào chết khi mà massage nhẹ nhàng trên cái da của mình. Và còn chứa thêm là lecithin, giúp làm dịu da đang viêm, đồng thời dưỡng ẩm cho da của mình. Và sản phẩm này có kết cấu dạng gel, dễ dàng lấy đi lớp tế bào chết trên bề mặt da một cách nhẹ nhàng, không gây tổn thương trên da. Bước 4. Dưỡng ẩm cho da. Sau khi tẩy tế bào chết thì da của mình sẽ mất đi độ ẩm. Bạn hãy dùng nước hoa hồng và bôi kem dưỡng để làm ẩm và cân bằng độ pH trên da. Hiện tại thì Trân đang sử dụng bộ sản phẩm Jiuji Hana ngăn ngừa lão hóa. Thì các bạn hãy theo dõi những video tiếp theo, Trân sẽ review các sản phẩm này cho các bạn nhé. Việc tẩy tế bào chết không chỉ làm kích thích quá trình tái tạo da, đẩy lùi dấu hiệu lão hóa, mà nó còn góp phần giúp da chúng ta ngày càng tươi sáng và khỏe hơn. Và các bạn tẩy tế bào chết thì các bạn cần những cái lưu ý sau. Thứ nhất là chỉ dùng tẩy tế bào chết khi chúng ta đã làm sạch da, nghĩa là sau bước sữa rửa mặt. Cái thứ hai đó là không lạm dụng, không sử dụng thường xuyên, một tuần chỉ nên sử dụng từ 1 đến 2 lần. Và cái thứ ba là không tẩy tế bào chết ở vùng mắt vì vùng này nó quá là mỏng. Và cái thứ tư là không sử dụng tẩy tế bào chết body cho mặt vì hai vùng này nó khác nhau. Và cái thứ năm đó là các bạn nhớ tẩy tế bào chết cho cái da cổ của mình nữa nhé. Vì mình tẩy tế bào chết cho da cổ thì sẽ giúp cho cái vùng mặt và vùng cổ nó đồng đều màu với nhau. Và đến đây là kết thúc video tìm hiểu về tẩy tế bào chết rồi. Thì chúc các bạn có một làn da khỏe, đẹp. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp nhé.